Tình thương vô điều kiện quan tâm bắt đầu trên bàn ăn, trên dĩa ăn của mình. Tình thương trong hành động. Chúng ta không sát sinh bởi vì ai cũng muốn sống. Chúng ta không sát sinh nhất là vào lúc này bởi vì chúng ta muốn cứu vãn một nơi cho con cái mình. Nếu thương con cái, đó là cách chúng ta làm. Cho dù có hy sinh đời sống của mình cho họ cũng xứng đáng. Đừng nói chi là chỉ buông bỏ miếng thịt đó, mà dù sao cũng là độc hại. Chúng ta đừng giết thú vật để làm thực phẩm, bởi vì đó không phải là cách do thiên đàng định. Vậy hãy bắt đầu từ đó. Chúng ta sống một đời có phẩm chất thiên đàng, rồi chúng ta đồng nhất thể với thiên đàng. Rất đơn giản. Mỗi lần quý vị làm điều gì, hãy bắt đầu suy nghĩ, một thiên nhân có làm điều này không? Chúa Giêsu sẽ làm thế nào trong hoàn cảnh của tôi? Đức Phật sẽ làm thế nào trong hoàn cảnh của tôi? Tiên tri Mohammed sẽ quyết định thế nào trong lúc này về hành động này? Các thiên nhân sẽ nhìn xuống và chấp thuận hành động của tôi thế nào? Và mỗi ngày, mọi việc quý vị làm, nếu cảm thấy hoài nghi, thì hãy tự hỏi mình câu đó, luôn nhắc nhở chính mình về phẩm chất thiên đàng. Đó là cách quý vị cầu thông với thiên đàng trước tiên. Rồi nếu quý vị muốn tiến thêm hơn nữa, thì quý vị tìm sự hướng dẫn của một chuyên gia về thiền định và đi sâu hơn vào bên trong đại ngã của mình và biết ngày càng nhiều hơn. Rồi từ kiến thức nội tại đó, quý vị chuyển dịch thành hành động bên ngoài, và rồi quý vị sẽ là một thượng đế sống, một thiên thần đang thở, một phúc lành vật chất cho địa cầu này. Không có sự chia cách, tất cả chúng ta đều liên hệ với nhau, thậm chí với mũi và kiến. Cho nên, chỉ thượng đế biết ai thật sự là xấu, ai thật sự là tốt, và ai thật sự là kẻ thù của chúng ta, và ai thật sự không phải. Nếu chúng ta chưa biết thì nên khao khát để biết. Trước hết, chúng ta phải sống đời sống thiên đàng, đó là sống và để loài khác sống, thương yêu và tha thứ. Rất đơn giản.